Kính chào quý khách, công ty chúng tôi với đội ngũ kỹ thuật có trình độ cao và nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giả sơn. Chúng tôi chuyên nhận thiết kế, thi công, hòn non bộ, hồ cá koi, tranh đá, tiểu cảnh sân vườn và đáp ứng được mọi yêu cầu của quý khách hàng khó tính nhất. Video quý khách đang xem được thực hiện tại bình chánh diện tích dài 3m và rộng 4m, nội dung thực hiện như sau. 1. Hòn non bộ được làm bằng đá san hô, kết hợp với thác nước gồm 3 đỉnh, đỉnh cao nhất 2,3m. 2. Cây xanh trang trí hoàn thiện 3, thành hồ được làm giả gỗ tạo nét hoàng dã. Hãy gọi ngay đến số 0907013195 để nhận được các ưu đãi như sau. 1. Thiết kế bản vẽ 3D miễn phí. 2. Bảo hành tới 5 năm. 3. Trực tiếp đến tận nơi tư vấn trong vòng 2 giờ.